Bây giờ là 18 giờ tối nè. Ngay tại Cần Giuộc Long An này. Đây. Hôm nay là mình sẽ review cho anh em xem để xem mình cùng các bạn đi khám phá cuộc sống của người Long An ở đây nha. Các bạn xem video yêu thích hãy đăng ký theo dõi kênh. Chỗ này có người ta bán tạp hóa và đủ một loại màu sắc luôn. Hướng này là hướng đi về miền Tây nè, còn đi hướng ngược lại là hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây nó khá là tấp nập và nhộn nhịp đây. Nhậu à, dân người miền Nam người ta nhậu có cơm tấm, cơm tấm ở đâu cũng vậy, có rất là nhiều mua để bán cà phê. Đây là chùa Đại Tam Bảo. Ngay ở đây là cái gì đây, trung tâm. Ô ngày gì người ta bán hoa nhiều thế. Bông rất là nhiều loại bông. Ngay chỗ này là chiếc trung tâm của thị trấn rồi. Người ta đến cái tượng đài gì. Ngay chỗ này chắc là công viên. Coi chỗ này công viên gì đây, mô hình công viên tượng đài chiến thắng hay sao á, hay công viên này. Mỗi cái thị trấn nó cũng đều có một cái công viên như thế này. Ngày 20 tháng 10 người ta bán bông á. Bông đẹp. Qua cây cầu kia hình như là hết rồi. Để coi mình qua cái cầu này là cái cầu gì đây. Cầu này là cầu Cần Giuộc. Qua đây là hết khu vực của thị trấn rồi các bạn. Ở kia mới là cái trung tâm của thị trấn. À, tôi mà đi đến đây một đoạn thôi.
mình tới cái đoạn thị trấn của trung tâm thị trấn kia nó mới tâm vui hơn. Ở đây người ta bắn bông 20 tháng 10. Và hôm nay nó mới chỉ có 18 tháng 10 rồi. Bánh mì đồng giá 40k. Ngay ở đây rất là kiểu như giống như ở thành phố ấy. Rạp cưới luôn, dựng rạp lên người ta bán luôn, kinh chưa? Mà đáng tiếc không có ai trông nom nói bán ở đâu. Mình cái chỗ này là cái công viên thị xã. Ồ. Ôi cho anh hỏi ngày gì mà người ta bắn bông nhiều quá vậy? Ngày 20 tháng 10 đó. 20 tháng 10 là ngày gì? Ngày phụ nữ Việt Nam. Ồ, ngày phụ nữ Việt Nam hả? 20 tháng 10 mà phụ nữ à, là ngày để đàn ông tặng hoa cho phụ nữ hả? Dạ. Là ngày để đàn ông tặng hoa cho phụ nữ hả? Ở đây có rất nhiều bông người ta. Một cây là bao nhiêu tiền? Dạ, cây này 20. 20 hả? Dạ. Là bông giấy hay bông thiệt vậy? Sáp kim tuyến à. Sáp kim tuyến. Dạ. Bông đẹp quá mà giờ nó không biết tặng ai bây giờ. Nó tặng bé con này nè. Bé con hôm nay chắc để lâu được hay? Dạ để lâu được, mấy ngày sau để lâu được. Có bánh xương mà nó để lâu không được rồi. Cái này là mình tự làm hay là? Dạ em tự làm. Là làm thủ công nữa hả? Ừ. Đây cảm ơn nhá. Giờ mua không biết tặng ai, mua tặng cho ai bây giờ? Đây cái nha, có bông dừa nhiều bông đẹp rồi. À, ngày gì mà bắp bông nhiều quá chị? Ngày gì mà bắp bông nhiều quá hả? Ngày gì mà bắp bông nhiều quá hả? Hả? Ý là ngày gì mà người ta bắp bông nhiều quá? Ngày 20 tháng 10. 20 tháng 10 là ngày gì? Ngày phụ nữ. Ngày phụ nữ hả? Là không có ngày phụ nam. Dạ. Là không có ngày phụ nam. Ở đây cái hoa bông này nó đẹp
mê hồn luôn, nhấp nháy cái đèn điện luôn á. Đường quốc lộ 50, thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An. Hôm nay là 18 đây các bạn, 18 tháng 10. Ừ, hôm nay người ta bán tập quá đồ nhiều gì, nhiều đồ thứ không. Còn 2 ngày nữa, 19, 20 chính là ngày quốc tế, ngày phụ nữ Việt Nam chứ. Đúng là khu vực thị trấn thì người ta trang trí đèn. Quán xe di động. Người ta bán xe di động, bán đồ ăn luôn. Hủ tiếu nè, phở bún bò. Người ta lại thích mấy cái quán mà vỉa hè hơn là mấy cái tiệm cửa hàng, bởi vì đơn giản phù hợp với cái túi tiền. Hoa 20 tháng 10 xanh lấp lánh luôn, đèn nhấp nháy luôn. Lẩu ngon 49k. Bây giờ là 8 giờ rưỡi tối, là gần 8 giờ 40 rồi. Ở thị trấn thì nó nhộn nhịp không khác gì so với thành phố nhỉ. Đúng là vào những ngày lễ như thế này thì cánh đàn ông hơi bị tốn tiền nha. Những ai mà đang yêu đấy, những ai mà đang yêu, những ai mà chưa yêu và sẽ làm quen với phụ nữ, kiếm người yêu thì có lẽ là hơi bị tốn tiền. Con rồng 2024. Wow, chỗ này là huyện Cần Giuộc. Chúc mừng năm mới 2024. Hình trái tim. Quá đẹp. Đi qua con đường này đúng là tuyệt đẹp luôn á. Đúng vào dịp 20 tháng 10, ngày quốc, ngày phụ nữ Việt Nam. Không có gì đẹp bằng. Đó là ngày mà cánh đàn ông dành những lời tốt đẹp nhất cho phái đẹp, là người đàn ông có thể là tặng quà, nói lời hoa mỹ, dịu dàng, nấu cơm cho người phụ nữ của mình và đưa người phụ nữ đi chơi, đi ăn, đi ngắm cảnh. Thì giống như cái này nè, đi qua đây rất là đẹp.
qua một con đường như thế này quá là tuyệt đẹp luôn á, không thể nào tướng, không thể nào mà cưỡng lại. Bên kia là quán nhậu, ở chỗ này là hình như không có quán. Một con đường, nếu như mà ở thành phố Hồ Chí Minh mà được như vậy là quá tuyệt, chắc là có lẽ là giới trẻ nó sẽ tới nó check in hoài luôn. Rồi bây giờ mình đi qua tiếp con cung đường này nữa nhé. Cung đường này là đường gì đây? Quốc lộ 50, cũng là quốc lộ 50. Thiệt mình không thể tưởng tượng được, quá chi là đẹp luôn. Ở bên này là quán gì đây, bio kích gì đó, quán cà phê. Tiếp tục một quãng đường tới kia hình như nó hết rồi hay sao, nó chỉ có một đoạn dân cư này thôi. Ở kia ở cây xanh bây giờ nó đóng cửa rồi. Ở đây hình như cây xanh nó không có làm việc 24/24. Bây giờ ở đây người ta đóng cửa nằm ngủ hết. Chỉ có đoạn này là đẹp thôi, được trang trí. Hay là nó chỉ trang trí vào dịp là ngày lễ phụ nữ Việt Nam thôi ta. À, như chỗ này nè, chỗ kia là hết rồi. Chỗ này là hoa đăng mây hết rồi. Ở kia mấy thành viên báo. Đường này khá là rộng. Trung tâm của thị trấn nha, ngay cái công viên. Các bạn xem video yêu thích hãy đăng ký theo dõi kênh nhé. 20 tháng 10 người ta bán hoa quá nhiều nè. Ngày của cánh đàn ông hơi bị tốn tiền. Cái gia đình người ta đi chơi, ăn nhậu, thanh niên thì đi ăn đi nhậu thôi.
không có người yêu thì đi ăn chậu, có người yêu thì dắt người yêu đi chơi. À, ngay trung tâm con cưng, sóc phát con cưng. Ở đây trang trí quá đẹp luôn. Hình như người ta dần dần người ta đi nghỉ hết rồi trời. Mấy kiểu quét này. Bắt đầu người ta cũng đã dọn một số quán người ta nghỉ này. Ngồi tám gẫu. Sống ở Cần Giuộc về đêm rồi nó bán hòa. Bán hòa quá trời nhiều rồi, bán gấu mông. Ngày tốn tiền hoa với tốn tiền gấu bông à. Ốc 30k, mì xào, gà rán, trà sữa. Bây giờ mình sẽ quay lại cái đoạn của người ta mua hoa đấy. Hoa về tặng chồng, tặng vợ, tặng bố mẹ. Còn những thanh niên mà không có vợ thì ngồi nhậu như thế kia. Người ta quán cơ. Bán hoa review cho anh em xem. Mọi người yêu thích hãy đăng ký theo dõi kênh nhé. À, chỗ này người ta bán hoa nhiều nè. Đây. Quán ốc. Hai mươi tháng 10.